3T662UC. Nâng tay 1,5 tấn, bề ngang 520, đây 520, rồi chiều dài tổng từ bên kia tới cái chỗ hàng này thì là 1 mét, nếu mà phủ bì là 1,3 mét, đây 1 mét là tới đây, 1 mét tới đây. Đây, phủ bì 1,3 mét, tại chỗ này ra 3 tấc. Đây, chỗ này này ra 30. Thể lực bơm tốt này, bơm này, bơm này, gần lên này, này. Lên này, lên này, lên này, lên này. Đó. Đó, lên nha. Đây, con này là 1 tấn nhá. Con này 1 tấn này, 520 x 1.000 này. Ok, da băng Nhật nhá, đây. Da băng Nhật đây. Hiệu Okura. Con này là hai bánh sau ha. Và đằng trước này, đằng trước này đây, xoang dưới. Đằng trước này một bánh. Một bánh nhá. Ok. Xong một con. Con này lớn nha. Con này em sẽ soi cho bác xem này. Cầm nó hơi lắc lắc. Đấy. 680. 680 bề ngang. Chiều dài này là 1,2 mét nhá, đây. Đây. 1,200. Em có một tay ấy. Nó thông cảm đây, 1,2 mét này. 1,2 mét là cái sản phẩm nhá này. Thì cái thương hiệu đây nhá. Thương hiệu nó ghi trên này. Chi chi gì đây? Tối quá nhìn không rõ lắm. Chi me S gì đó. Đấy, đằng sau là hai bánh. Đấy, quả ben này 2,5 tấn nhá. 2,5 tấn. Bơm lên, nâng xuống thoải mái ha. Đấy, anh em xem có nhu cầu liên hệ. Đây là cái máy bẻ ống. Bẻ ống này, bẻ U này, bẻ V được này. Trên cái máy này. Đấy. Thì phương thức và chạy ấy, thì ở đây có 3 quả lu lô. Ví dụ như là đây là người ta đang muốn là làm những cái miếng la quấn vòng tròn ha, thì người ta làm những cái lu như thế này. Thì đây là cái le bẻ U nhá. U này hoặc V là bẻ bằng cái này. Sắt U á, đấy. Đây là những cái khuôn để làm U. Thế còn nếu mà các bạn muốn bẻ ống á thì phải tiện cái này khoét tròn ra. Khoét tròn ra thì bắt đầu mới lu ống được trên cái này ha. Thì cái này nó cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui ha, để bẻ phi to, phi nhỏ, phi lớn, phi bé ha. Đấy. Thì con này nó bẻ chức năng bằng cái đội thủy lực ha. Đấy, đội thủy lực nó chạy một cái bộ phận ở bên này bằng hộp số. Thì bây giờ em sẽ soi cái hộp số cho các bác xem luôn. Đây. Đây là bộ phận hộp số này. Con này máy rất là bự, lớn nên là nó bẻ được những cái đường kính phi 4950 đổ lại được thoải mái ha. Hộp số rất là bự. Đấy, thôi, anh em có nhu cầu thì liên hệ mình nhá. Tổng chiều dài 1,5 mét, bề ngang 7 tấc. Em chào các bác nhá. Đã trở lại kênh Cơ Khí Đức Tùng. Thì hôm nay em xin giới thiệu con tủ. Con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngăn. Có 7 ngăn đây các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ kéo từng ngăn ra một cho các bác xem. Rồi hiện trạng bên ngoài nhá, em soi cho bác này. Đây hiện trạng bên ngoài đây nhá. Ở trên này nó có mấy cái da băng keo của Nhật dán nhá, là em vẫn để nguyên luôn.
Đây, tên hiệu nhá. Tên hiệu. Đấy. Ở đây nó có một cái lỗ nhá. Lỗ này là người ta cắt ra, người ta làm không biết công việc gì. Rồi đằng sau nó có một cái lỗ luôn. Đó, người ta dán băng keo lại nè. Đó, thì em khui keo ra là em lấy như vậy. Thì em để nguyên như vậy nhá. Nhưng không các bác bảo là em về nhà em làm nọ nọ kia. Đây, nguyên bản hết đây. Đấy, thì nội dung tổng thể thì vẫn còn rất là đẹp. Rồi em sẽ đi vào phần nội thất chi tiết nhá. Đây, em đã đi đủ 4 mặt nhá. 4 mặt. Rồi bây giờ bắt đầu kích thước đo này. Giờ em sẽ đo này. Đo đi. Chiều cao của con này là 1000. Đây. 1 mét. Rồi, chiều cao 1 mét. Đo bề rộng. Bề rộng này là 60. 60 nhá. Đo đo lại bề rộng 60. Bề rộng con này là 60. Rồi, ok 60 nhá. Bề này có 580 thôi, gần được 60. Để nguyên nhá, để nguyên. Đo trước mặt này. Đo trước mặt này. Đấy, 580, giữ nguyên nhá. Đây. 580, gần được 60, thiếu 2 phân nữa. Rồi, ok, bây giờ em sẽ kéo thử 7 ngăn cho bác nhá. Từ từ. Đo cái ngăn ở dưới cùng này, dày bao nhiêu? Đo đi. Đo cái ngăn, một cái ngăn thôi, đúng rồi. Ngăn này là 21 rồi, đấy đúng rồi. 20 giờ đo ngăn trên. Ngăn trên này là 15. Ngăn trên 15, ngăn trên nữa này. Ngăn trên nữa 14 năm. Rồi. Ngăn trên nữa là 10. Rồi, ngăn trên là 10 thì 1, 2, 3, 4. 4 ngăn 10 nhá. Rồi 2 ngăn giữa là 15. Ngăn cuối cùng là 20. Đấy thì người ta thiết kế là để to nhỏ lớn bé được. Thì ở đây á, người ta ghi là đây là những cái phiếu mà người ta ghi để dán các bác ha. Rồi bây giờ em kéo ra. Đây là ngăn đầu tiên. Mấy cái miếng này các bác xài xài không xài em vẫn để nguyên nhá. Rồi, bỏ đây vào. Rồi, ngăn thứ hai. Rồi, nó cũng có mấy cái miếng này luôn. Nhưng mà ở đây ấy, nó cái này nó phải chia hai tủ nhá, tại có một cái tủ kia nữa. Đấy, tại vì tủ kia không có thì cái miếng màu xanh á thì kéo ra lại. Kéo ngăn trên này. Để các bác biết rõ, kéo lại thôi. Miếng màu đen này này là của cái tủ màu đen. Miếng màu xanh này. Miếng màu xanh lớn này này. Thì lắp cầm đây. Đây. Màu đen này vừa tủ này thì cái tủ này lấy nhá. Màu xanh này lúc không vừa đâu nhá. Màu xanh này của tủ bên kia. Đó, thì nó là chỉ có màu đen thôi. Đây, màu đen này. Tất cả màu đen này là của tủ này. Màu xanh này không vừa nhá, của tủ bên kia. Đấy, ngăn màu đen ha. Đấy, để chết trên này. Rồi. Rồi, bây giờ tới cái ngăn thứ ba. Đấy ha. Rồi, ngăn thứ tư. Ngăn thứ 5. Ok. Ngăn thứ 6. Ok. Ngăn thứ 7. Đó. Thì tủ như thế nào em sẽ bán nguyên như vậy cho các bác nha. Đấy. Thì như trên hình thôi. Các bác thấy món gì thì em bán món đấy. Rồi. Anh em nào có